Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào thứ hai tuần vừa qua, thầy Quyền Châu giảng về phần chư thiên hành dục, dục sinh và lạc sinh trong câu xá luận. Chư thiên cũng có đời sống gần giống như chúng ta, nhưng phước báo của họ lớn hơn. Tâm tư của họ ít chìm đắm trong ái dục hơn, do vậy họ có những lạc thú siêu việt hơn. Chỉ có các chư thiên ở sáu tầng trời dục giới, từ trời tứ thiên vương đến trời tha hóa tự tại là hưởng thọ cảnh dục. Nói về cách hành dục, mỗi tầng trời có mỗi cách khác nhau. Trời tứ thiên vương và tam thập tam do phải tựa trên mặt đất, nên hành dâm với hai thân giao nhau như loài người. Cho đến khi gió thoát ra thì lửa dục nguội đi vì họ không có tinh dịch. Đây là loại dâm khí chỉ có ở chư thiên, con người thì có loại dâm thủy. Chư thiên dạ ma hành dâm chỉ bằng ôm nhau, họ vừa ôm nhau thì lửa dục tắt mất, cõi đau xuất thì nắm tay nhau, cõi hóa lạc thì cười với nhau. Trời tha hóa tự tại thì chỉ nhìn nhau, cảnh giới càng cao thì sự nhiễm dục càng nhanh nhạy. Thầy giảng thêm, tất cả chúng hữu tình tồn tại trong thế giới ta bà này đều bắt đầu từ một niệm kết sinh, đó là ái nhiễm. Do đó, Thế Tôn nói, ái bất nhiễm, bất sinh ta bà. Chúng ta phải hiểu rằng, ái nhục là loại vọng tưởng duyên vào năm diệu hành, sắc, thanh, hương, vị, xúc, nên khởi tham đắm. Cho nên căn bản của dục là tâm vọng tưởng duyên vào môi trường rồi sinh dục, chứ không phải do năm diệu hành cũng sắc thanh hương vị xúc đó mà tâm không chuyên vào thì tự nhiên tâm nhẹ nhàng thanh tịnh. Do vậy quốc độ cư trú sẽ càng cao càng thanh tịnh. Nói về cách sinh sản của cảnh giới chư thiên, một đồng nam hay một đồng nữ thiên tử hóa sinh trên đầu gối của một thiên nam hay một thiên nữ, rồi trở thành con của hai vị thiên này và theo thứ tự sáu bộ chúng chư thiên dục giới. Chúng có thân hình như đứa bé từ lên 5 tới 10 tuổi. Sau đó, chúng trưởng thành rất nhanh. Chư thiên thuộc sắc giới khi mới sinh ra liền đầy đủ các căn cùng với y phục. Tất cả đều nói ngôn ngữ của Thánh, tức là ngôn ngữ Aryan thuộc Ấn Âu. Nói về lạc sinh trong dục giới có 3. 1. Năm cảnh dục hiện tiền sẵn có, đó là loài người và bốn bộ chư thiên đầu, tức là tứ thiên vương, tam thập tam, dạ ma, đau xuất, hưởng thụ một cách tự chủ trong cảnh dục ấy. 2. Cảnh dục tự biến hóa, muốn có liền theo ý. Đây chỉ cho chư thiên trời hóa lạc, hưởng lạc theo cảnh dục này. 3. Cảnh dục do kẻ khác hóa hiện rồi tự tại hưởng thụ. Đây là chư thiên tha hóa tự tại. Nói về lạc sanh trong sắc giới cũng có 3 loại. Thứ nhất là lạc sinh do ly dục, ly ác bất thiện pháp. Đây là lạc sinh trong cảnh giới sơ thiền. Thứ hai là với lạc do định sinh, đây là trong cảnh giới nhị thiền. Loại thứ ba là diệu lạc sinh do ly nhiễm hỷ, tức là trong cảnh giới tam thiền. Đó là lạc sinh của chư thiên thuộc chính xứ trong 3 tỉnh lự đầu. Trong tứ thiền, tỉnh lự thứ tư không có lạc mà chỉ có xả niệm thanh tịnh. Tóm lại, tùy vào mức độ các tầng trời cao hay thấp mà lạc sinh do lực thiền định hay do dục cảnh. Trong giờ học môn lược giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, Ni sư Tịnh Quang nói rằng tất cả tam tạng kinh điển của Phật thuyết đều có cùng chung một mục đích là chỉ dạy cho chúng sanh con đường diệt trừ vô minh, phiền não, tham sân si để vượt qua vòng sanh tử luân hồi.
Thế Tôn giảng dạy tùy theo căn cơ của mỗi chúng sanh, từ thấp đến cao đều giúp đưa đến sự an lạc giải thoát. Đức Phật được ví như là một vị đại lương y, bất cứ bệnh nào Ngài cũng có thuốc để chữa trị, tùy theo mỗi căn bệnh của chúng sanh mà cho thuốc. Kinh Đại Bát Niết Bàn là do Đức Phật thuyết giảng trước khi Ngài nhập Niết Bàn, cũng là những lời dạy sau cùng của Phật, nên mọi thắc mắc của chúng sanh nay trình lên thưa hỏi Đức Phật. Theo phần tiểu dẫn của Pháp Sư Thích Từ Thông, Đại Bát Niết Bàn là một thuật ngữ, phạn ngữ gọi là Maha Bát Niết Bàn Na. Các nhà Phật học tuyền bối dịch rất nhiều nghĩa như là Đại Nhập Diệt, Đại Diệt Độ hay Đại Viên Tịch Nhập. Niết Bàn là cảnh giới sở chứng ở nội tâm của con người, dứt hết phiền não, hết sanh tử, viễn ly các hành tướng, an trú tâm thanh tịnh vắng lặng. Cho nên Niết Bàn là mục đích cuối cùng mà tất cả chúng ta đều hướng đến. Ni sư nhắc đến tầm quan trọng về tam thân, đó là pháp thân, ứng thân và báo thân. Ứng thân là ứng hiện như các vị Bồ Tát ứng hiện nhiều thân để giúp đỡ chúng sanh. Báo thân là những gì kiếp trước đã làm tốt thì bây giờ được kết quả tốt. Pháp thân là bản thể luôn hiện hữu, mỗi người đều có pháp thân. Đức Phật nhập Niết Bàn là sự thị hiện trong việc giáo hóa chúng sanh, không phải là tịch diệt. Theo kinh văn trong phẩm tự do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở tại rừng Ta La Sông Thọ, nơi thành Câu Thi Na, cùng với vô lượng vị đại tỳ kheo. Bấy giờ, nhằm ngày rằm tháng 2, vào lúc sáng sớm, Đức Phật dùng thần lực vang ra tiếng lớn khắp mười phương, suốt đến trời hữu đảnh mà bảo rằng: Đức Như Lai vô thượng đẳng, chánh giác, thương mến che chở chúng sanh, là ngôi nhà lớn cho chúng sanh về nương tựa, xem chúng sanh đồng như La Hầu La. Như Lai sắp nhập Niết Bàn, tất cả chúng sanh nếu có chỗ nghi, nay đều nên bạch hỏi lần cuối cùng. Lúc đó, khắp đại địa thải đều chấn động, hàng trời người khắp nơi đều tiếp nhận được ánh sáng của Phật, cũng có một tâm trạng rầu lo, buồn khóc, tiếc thương. Tất cả chúng sanh cùng nhau mau đến rừng Ta La Sông Thọ mà đảnh lễ cầu thỉnh Phật trụ thế thêm một thời gian. Ni sư giảng rằng, Đức Phật được ví như là thuyền từ đưa người qua sông mê để đi đến bờ giác ngộ, mà giờ đây chiếc thuyền đó sắp chìm rồi, nên thế gian buồn khổ, đau lòng, hằng hằng lớp lớp người đến hầu Phật cùng với tâm trạng quý kính và tiếc thương, như là bốn bộ chúng, Đại Bồ Tát, các quốc vương, đại thần, thiên nữ, tứ thiên vương, ma vương ba tùng vân vân, lại có Bồ Tát vô biên thân tuân lời Phật nơi cõi Mỹ Âm, liền cùng vô lượng chúng Bồ Tát đến thế giới Ta Bà mà cúng dường. Lúc ấy, toàn cõi Ta Bà chấn động sáu cách. Tất cả các nhóm người đông vô số kể đem phẩm vật quý báu tốt đẹp đến chỗ Phật mà thành tâm cúng dường Phật và chúng tăng. Nhưng Thế Tôn đều yên lặng, không thọ nhận của ai hết, chỉ vì chưa phải thời. Đây cũng có nghĩa là đại chúng chưa hiểu Như Lai. Vì chưa hiểu Như Lai nên Như Lai chưa hứa nhận. Kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc tối nay, thứ Hai, ngày 26 tháng 7 năm 2021, từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Các học viên lớp cao đẳng sẽ học hai môn A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận và Kinh Đại Bát Niết Bàn. Kính mong quý vị học viên đi học đông đủ để tăng thêm sự hiểu biết về Đạo Pháp. Quý vị cũng có thể nghe bài giảng qua Facebook Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Ngoài ra, mời quý vị vào trang nhà Bồ Đề Phật Quốc.org để nghe lại các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoằng pháp khác. Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Rất mong quý học viên kiểm tra email thường xuyên để biết thêm các thông báo cần thiết khác. Trân trọng kính chào quý khán thính giả.
Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.